Hey yo, what's up? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Master GP. Gần đây thì đã có thêm một sản phẩm mới đến từ vị trí của Sẹ, đấy là X Chicken. Thì thấy bảo là đây là bài đầu tiên mà Sẹ sáng tác kết hợp cùng với cả Jaekyeon, rapper Hàn Quốc. Mình có biết cái tên này. Jaekyeon là một rapper khá lâu năm ở Hàn Quốc, bước ra từ Show Me The Money, đã tham gia rất nhiều mùa và cũng đạt một số thành tích khá nổi bật. Và lần này thì mình thấy đây có vẻ như là một MV hoạt hình. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thử ngay cái bài này. Và để ủng hộ mình, các bạn hãy bấm ngay nút subscribe, đăng ký kênh, bấm nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của mình trong tương lai. Ok, giờ sẽ bắt đầu nghe nha. Đáng yêu quá nhỉ. Việt Nam này. Hả? Thứ gì đây? Hey. In the house, baby. Call up Vietnam, baby. Groove out, go kind of bash. Kind of joke, even daddy, maybe. Ha, working on, but I know what's intent. Sitting on, but I know big bang. Too sick, big and all. Jump to fashion, kill a detail. Set, lazo, in it. Do you, Vietnam, lump? Chicken, damn, 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 rap bài bản như trong sách, đeo kính râm trông quách, lên sân khấu bán flow flow, thần thái trong từng photo, phủ sóng mất cả social, on the mic là bao ngầu, đây là ai, đây là ai, đây là em bề chất, em bề chất thì đi tất, chạy vòng quanh trái đất, ở trong team âm nhạc, luôn là number one, em làm điều em thích, không ai có thể ngăn, đây là một quả trứng nở ra, 7 tuổi đã biết được phần đôi rồi cơ à. Sẵn sàng tham gia vào những chuyến phiêu lưu kỳ thú trong series phim hoạt hình sắp tới chưa? Ấn theo dõi kênh, like và subscribe chúng mình nhé. See you. Cái beat thì quá là quen thuộc rồi. Chúng ta đã nhìn thấy Sẹ biểu diễn bài này ở khá là nhiều sự kiện. Mình thì mình thấy đợt vừa rồi Sẹ có diễn ở trong chương trình Fashion Week, tuần lễ thời trang, và có diễn cái bài này. Cái beat thì cũng là beat mạng thôi. Nhưng mà có lẽ đây là cái bài đầu tiên mà sử dụng beat đấy để hoàn thiện nó. Như mình thấy trước đây thì cái beat đấy thì có trong cái trận beat giữa Oset và MCK. Chưa phải là một bài hoàn chỉnh như này.
Là cái điểm sáng lớn nhất của bài này là cái sự kết hợp của Jaekyon, flow rất là quốc tế, nghe phát biết ngay không phải Việt Nam luôn. Flow rất là catchy, bắt tai. Mình thấy khá thích ở cái sản phẩm này là đây là một cái sản phẩm MV hoạt hình ấy, thì nó rất là dễ cho trẻ em có thể xem được. Và đặc biệt hơn nữa thì đây lại là cái bài đầu tiên mà CC sáng tác. Cho thời điểm này thì có thể nói là chắc là CC là nghệ sĩ nhí có thể tự sáng tác ở độ tuổi nhỏ nhất cho đến tận bây giờ. Cũng là một thành tích khá là ghê. Thế thì mình thấy bài này là một cái bài trap nó dễ nghe, bắt tai. Hook lặp nghe nó đơn giản nhưng mà nó catchy, dễ nhớ. Còn lyric thì có thể là lyric thì nó hơi ngây ngô một tí, nhưng mà chúng ta không thể đòi hỏi cao trong một cái sản phẩm trẻ em được. Ok.